Ông đang nói về ngừng bắn. Nhưng thưa ông, quân đội Mỹ đang ở đâu? Tại địa bàn. Tại địa bàn, và đến bao giờ? Họ cứ như ở lại Việt Nam vậy ư? Không, tôi không nói thế, họ đang ở địa bàn. Nhưng chúng ta sẽ đàm phán về việc rút quân hoàn toàn. Đó là điều chính quyền Việt Nam. Thưa ông Minh Tân Sắc, như tôi hiểu thì cho đến nay người Mỹ các ông luôn cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam là điều có thể đàm phán được. Nhưng phía Việt Nam lại cho rằng đó là điều không thể đàm phán bởi vì người Mỹ chẳng có gì để làm ở Việt Nam. Nên họ nhất định phải ra đi và sau đó mới đàm phán tiếp. Không phải người Việt Nam nào cũng vậy, đó chỉ là một bộ phận. Phần lớn người Việt đều hài lòng khi quân đội của chúng tôi có mặt ở đó để giúp đỡ họ. Chúng ta đang sát hạ bằng các số liệu thống kê, chúng ta không đến khách sạn dọc năm để thảo luận xem liệu ông không thể nói lên tiếng nói của người Việt Nam. Hiện ông đang nói điều đó.